cậu nó nhảy vẫn cứ nhảy. Get vẫn cứ get, anh get on the beat, cậu tôi nó vẫn cứ gãy. Beside on the fucking boss, em có thể gọi anh là icon. Anh không thường trả lời tin nhắn, chỉ xem hoặc là để lại icon. Anh cũng thích để lại mùi nước hoa của anh ở trên gối em nào. Nhưng em cần cứ việc gọi nếu em muốn ngày mai đổ gối em mà. Có thể là trong bếp, có thể là sofa. Như chả mi idol bên cạnh anh làm ơn đừng nghĩ tôi tan. Không mặc đồ đi vào club, anh cũng không cần phải xếp hàng. Mỗi khi anh đến là nguyên team đi vào hết. Hennessy đã có sẵn ở trên bàn. Món ăn yêu thích của anh không phải lâu thấp, nên không cần nói là chu kê. This chiều vào rồi có thể anh replay. Chắc chắn sẽ không có bằng đâu. Một khi anh đến là nguyên team đi vào hết. We'll be right back.